Vâng, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, để tiếp theo cái nội dung của chương trình tâm điểm ngày hôm nay, thì sau đây bác sĩ Kiên xin được phép trình bày những cái dữ liệu cập nhật về cái điều trị ung thư buồng trứng và để diễn giải cho cái phần xét nghiệm về đột biến BRCA giải trình tự gen của bác sĩ Hân đã trình bày. Thì tôi sẽ đi trọng tâm vào những cái cập nhật về các cái vấn đề về điều trị và dựa trên những cái giải trình tự gen. Thứ nhất là những bài trình bày về cập nhật về dữ liệu về ESMO thì bao gồm có các cái cập nhật về các cái thử nghiệm về cái cải thiện cái thời gian sống còn toàn bộ theo dõi từ các thử nghiệm như là thử nghiệm Solo One, thử nghiệm Paula 1 và có những cái dữ liệu về các thử nghiệm lâm sàng như là Opinion và một cái hướng điều trị mới ở trong ung thư buồng trứng, đó là sự kết hợp giữa các thuốc ức chế PAP với lại các liệu pháp miễn dịch, một cái liệu pháp mà đã được ứng dụng rất nhiều trong những ung thư phổi và ung thư hắc tố. Và ngoài ra thì có các ứng dụng và các dấu ấn sinh học di truyền. Thì đầu tiên nói về tổng quan ung thư buồng trứng thì chúng ta thấy là theo số liệu của GlobalCan năm 2020 thì cái số ca mới mắc của ung thư buồng trứng là trên 300.000 ca và cái tỷ lệ tử vong là 207.000 ca. Đối với Việt Nam thì mỗi năm thì có khoảng tầm 1.400 ca mới mắc và trong đó có khoảng hơn 900 ca tử vong. Như vậy là cái tỷ lệ tử vong, tỷ lệ mới mắc là 1.400 ca là thấp, tuy nhiên cái tỷ lệ tử vong khá là cao. Xuyên suốt cái hành trình điều trị ung thư buồng trứng từ những cái thập kỷ trước đây, đi từ những cái phương pháp như là phẫu thuật, hóa trị và các cái tiến bộ về cái điều trị thuốc đích hay là các thuốc kháng sinh mạch thì chúng ta cũng trải qua rất là nhiều khoảng thời gian mà chúng ta có những cái tiến bộ như là các cái thuốc ức chế PAP. Về cơ chế thì là các cái thuốc ức chế PAP và các chữ kháng sinh mạch thì chúng ta cũng đã được ứng dụng cũng trong thời gian khoảng 4 hoặc 5 năm trở lại đây. Thì về cái hướng dẫn điều trị ở trên thế giới thì rõ ràng đối với những ung thư buồng trứng chúng ta thấy biết là khoảng 70% đến 75% thường chẩn đoán ở cái giai đoạn tiến xa, tức là giai đoạn 3-4 với các cái ưu thế ban đầu là sẽ là phẫu thuật triệt căn, và phẫu thuật triệt căn này là phẫu thuật mà đảm bảo cái dạng triệt căn của ung thư, và đây là những cái phẫu thuật khó mà có chỉ thấy những cơ sở chuyên ngành về ung thư, đầu ngành về ung thư có thể thực hiện được như là tại bệnh viện ca. Sau đó thì bệnh nhân sẽ được sử dụng hóa trị dựa trên nền tảng thuốc platin, sau đó là một số tiến bộ kết hợp với lại các cái thuốc như là cái thuốc kháng sinh mạch và các cái thuốc như chúng ta thấy trên guideline là cái thuốc như paclitaxel và carboplatin kết hợp với cái thuốc kháng sinh mạch như là bevacizumab. Ngoài ra thì chúng ta có các cái tiến bộ về các cái điều trị duy trì như là điều trị bevacizumab và cái điều trị ức chế PAP mà chúng ta sẽ nói rõ hơn ở trong ngày hôm nay. Ngoài ra một số thể khác như là các cái ung thư thể nhầy hoặc là các thể thanh dịch độ thấp, chúng ta có những một số cái hướng dẫn điều trị cá thể hóa. Những cái tiến bộ ở trong điều trị với lại cái thuốc bevacizumab hoặc là các cái trường hợp mà có cái đột biến BRCA, chúng ta có thể làm xét nghiệm đột biến hoặc chưa đột biến thì chúng ta có thể thấy chúng ta có thể duy trì bằng các cái thuốc như là cái thuốc ức chế PAP ở trên guideline đó trên. Ngoài ra thì trên thế giới thì hiện tại thì các cái phác đồ mà điều trị duy trì của ung thư buồng trứng cũng được ứng dụng rất là rộng rãi. Ngoài các thuốc kháng sinh mạch, chúng ta thể thấy các thuốc ức chế PAP, có rất nhiều các loại thuốc ức chế PAP như chúng ta thấy là olaparib, lenaparib và rucaparib. Mỗi cái cách liều dùng cho đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng khác nhau. Ví dụ chúng ta thấy liều dùng có thể liều rucaparib là 600mg uống, và cái khoảng thời gian chúng ta có thể thấy rất là khác nhau, có thể những cái thuốc uống mà chúng ta có thể thấy là uống trong vòng 1 năm hoặc là 2 năm. Và những cái cập nhật đầu tiên cập nhật về cái điều trị tiến bộ của ung thư buồng trứng đó là cái nghiên cứu và cái Solo One. Đây là cái trước đây thì chúng ta đã thấy là cái thử nghiệm mà Solo One này đã cập nhật tại các thời điểm như là 3 năm, 5 năm và tại ESMO tháng vừa qua thì chúng ta thấy là họ đã cập nhật cái dữ liệu về PFS tại thời điểm 7 năm. Đây là một nghiên cứu đối với bệnh nhân ung thư buồng trứng, mà đối với lại cái ung thư thanh dịch hoặc là cái dạng nội mạc độ cao của buồng trứng dưới giai đoạn 3-4 mới chẩn đoán mà có kèm theo các đột biến BRCA, chúng ta đã được một cái điều trị chuẩn là phẫu thuật giảm thiểu u tối đa, chúng ta đã đạt đáp ứng toàn bộ hoặc là đáp ứng một phần sau khi mà hóa trị dựa trên nền tảng platin, và chúng ta sẽ tiến hành điều trị cho bệnh nhân một nhánh sử dụng thuốc ức chế PAP olaparib và một nhánh sử dụng giả dược, và cái thời gian điều trị có thể lên tới 2 năm. Với những cái dữ liệu đầu tiên cut off tại thời điểm 3 năm, chúng ta thấy là cái PFS đã cải thiện, giảm được 70% nguy cơ với P có nghĩa thống kê ở cái nhánh mà sử dụng ức chế PAP. Ngoài ra
thì cut off tại thời điểm 5 năm, năm 2020 chúng ta thấy là cái hiệu quả này có, vẫn có tiếp tục tại nhánh sử dụng olaparib. Và tại vừa rồi tại hội nghị ESMO 2022 chúng ta thấy là cái hiệu quả của chế PAP tại thời điểm 7 năm chúng ta có thể thấy là được giảm được 45% cái nguy cơ sống còn, cái thời gian sống còn toàn bộ. Như vậy chúng ta thấy là mặc dù mà đã có chuyển nhánh được điều trị đối bệnh nhánh mà nhánh giả dược mà tiến triển mà chúng ta chuyển sang sử dụng ức chế PAP, tuy nhiên chúng ta thấy là hai cái đường cong về OS có sử dụng ức chế PAP chúng ta vẫn thể thấy tách rời nhau tại thời điểm 12, 24, 60 tháng và 84 tháng. Tại thời điểm 7 năm là đạt được 67% bệnh nhân sống còn toàn bộ và được 46,5% sống còn toàn bộ ở nhánh sử dụng giả dược. Chúng ta thấy là với ung thư buồng trứng giai đoạn 3-4 mà cái hiệu quả tại thời điểm 7 năm mà chúng ta vẫn 67 đạt được 67%, chúng ta thấy hiệu quả của ức chế PAP một cái kết quả hết sức là ngoạn mục. Và cái thời gian mà khi chuyển bắt đầu từ điều trị thuốc ức chế PAP và chuyển sang cái phương án bệnh nhân điều trị cái bước tiếp theo hoặc là bệnh nhân tử vong, chúng ta thấy là cả TFST tại cái thời điểm 3 năm, 5 năm hoặc là 7 năm chúng ta đều thấy hiệu quả của thuốc ức chế PAP. Ví dụ thời điểm 7 năm là 45,3% và cái thuốc giả dược là 20,6%, giảm được 73% nguy cơ tái phát. Tiếp tục về các cái biến cố bất lợi, chúng ta thấy là thuốc ức chế PAP thì cũng trong thực hành lâm sàng chúng ta chủ yếu thấy là các cái tác dụng phụ như là thiếu máu và chúng ta có thể những cái tác dụng phụ này thì hoàn toàn chúng ta có thể kiểm soát được. Như vậy cái thử nghiệm Solo One này là cái thử nghiệm đầu tiên mà chứng minh cái hiệu quả lâm sàng của thuốc ức chế PAP trong cái điều trị duy trì ung thư buồng trứng sau cái điều trị triệt căn ban đầu, với đạt được là tại thời điểm 7 năm là 67% bệnh nhân sống còn ở thời điểm 7 năm so với lại 46,5% bệnh nhân ở nhánh giả dược, và lợi ích sống còn toàn bộ được thấy ở nhánh sử dụng olaparib, mặc dù thì chúng ta thấy 40% bệnh nhân ở nhánh giả dược mà đã chuyển sang được cái nhóm sử dụng những cái nhóm olaparib. Chúng ta thấy là 40% là một cái số liệu mà chuyển nhánh là khá là lớn, và các cái thời điểm là TFST và TSST đều được duy trì ở mà nhánh sử dụng mà thuốc ức chế PAP. Như vậy thì tại kết quả thời điểm 7 năm thì có ước đoán cái lợi ích mà có lợi hơn so với cái thời điểm 2 năm được công bố trước đó mà khi điều trị bằng duy trì bằng thức ức chế PAP với là các độc tính mà an toàn, các thuốc độc tính mà an toàn. Một thử nghiệm tiếp theo là cái thử nghiệm mà Paula One. Thử nghiệm này là thử nghiệm so sánh hiệu quả bằng hai cái thuốc chúng ta cứ kết hợp với nhau, hai cái thuốc mà chúng ta thấy hiệu quả rất rõ ràng trong điều trị ung thư buồng trứng là olaparib cộng với bevacizumab, những cái tiến bộ rất là lớn trong cái điều trị ung thư buồng trứng mới chẩn đoán và được điều trị. Thì những cái dữ liệu ban đầu chúng ta thấy là cái olaparib cộng với bevacizumab cải thiện cái PFS so với nhánh giả dược cộng với bevacizumab, đặc biệt là nhóm mà có SID dương tính. Lát nữa thì chúng ta có thể tìm thấy những cái giải trình tự gen dựa trên BRCA hay SID thì cũng chúng ta cũng đã thấy một phần qua cái bài trình bày của bác sĩ Hân. Và cái kết quả của nghiên cứu Paula 1 này thì xem xét cái cải thiện có sống còn toàn bộ OS sau 5 năm như kết quả PFS trước đó được công bố hay không. Bởi vì chúng ta thấy là cái mục tiêu chính của nghiên cứu này là PFS. Thì cái thiết kế của thử nghiệm Paula 1 này là nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn 3-4 có mô bệnh học là thanh dịch độ cao hoặc là cái dạng nội mạc tử cung. Bệnh nhân là được phẫu thuật từ đầu hay là sau cái hóa trị bổ trợ trước và dựa trên nền tảng hóa trị platin và có được điều trị bevacizumab ít nhất là 2 chu kỳ. Bệnh nhân được sử dụng một nhánh sử dụng olaparib cộng với bevacizumab kết hợp hai thuốc và một nhánh còn lại là sử dụng giả dược kết hợp với bevacizumab. Và cái tiêu chí chính của nghiên cứu là cái thời gian sống không tiến triển, và cái tiêu chí phụ là thời gian sống còn toàn bộ OS và cái PFS 2. Chúng ta thấy dưới nhóm của các cái nghiên cứu này, bệnh nhân chủ yếu nhóm chủ yếu trong nghiên cứu là bệnh nhân ở giai đoạn ung thư giai đoạn 3-4 và có cái SID, chúng ta thấy SID dương tính 47% ở nhánh sử dụng bằng hai cái thuốc olaparib và bevacizumab, còn lại là 49% ở nhánh mà sử dụng giả dược với bevacizumab. Ngoài ra chúng ta thấy dưới nhóm chúng ta liên quan đến cái đột biến BRCA, liệu với cái nghiên cứu Solo One chúng ta đã thấy hiệu quả của trong cái đột biến BRCA thì cái hiệu quả của cái nghiên cứu Paula 1 này có đột biến BRCA hay không đột biến BRCA thì có quan trọng hay không. Thì chúng ta thấy kết quả của nghiên cứu này đối với thời gian sống còn toàn bộ trong tổng thể dân số thì OS không có ý nghĩa thống kê. OS đạt được 5 năm tại sử dụng hai cái nhánh kết hợp là 47,3% so với nhánh sử dụng là 41,5%. Tuy nhiên khi mà dưới nhóm SID dương tính chúng ta thấy rất rõ ràng hiệu quả của OS là 65,5% bệnh nhân tại thời điểm 5 năm ở nhánh sử dụng hai thuốc và ở nhánh giả dược là 48,4%, và cái với Hazard ratio là 0,62%. Như vậy chúng ta thấy dễ giảm được 48% nguy cơ, giảm 38% nguy cơ bệnh nhân có thể nguy cơ tái phát hoặc tử vong ở cái nhánh sử dụng thuốc ức chế PAP cộng với bevacizumab. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng là hiệu quả
Và ngoài ra thì cái nghiên cứu Paula One này được update ở ESMO 2022 được người ta còn update vào cái thời gian PFS nữa. Thì PFS ở cái nhóm dưới nhóm SRD dương tính, chúng ta thấy là ở dưới tại thời điểm 5 năm chúng ta nhánh sử dụng olaparib và bevacizumab đạt được là 46,8 tháng, còn nhánh giả dược chỉ là 17,6 tháng thôi. Rõ ràng là cách khoảng tầm 30 tháng chúng ta ngược lại một số nghiên cứu ở trong các điều trị như ung thư phụ khoa, chúng ta thấy là mà cải thiện được khoảng tầm hơn 30 tháng, rất ít nghiên cứu mà cải thiện được cái PFS mà đạt được cái số liệu kỳ vọng như vậy. Và rõ ràng là cái PFS này thì đã giảm được của nghiên cứu Paula 1 này thì đã giảm được 59% cái nguy cơ bệnh tiến triển hoặc tử vong khi mà nhánh sử dụng olaparib cộng với lại thuốc ức chế PAP. Ngoài ra thì chúng ta thấy thời gian sống còn toàn bộ ở các dưới nhóm, như là cái nhóm mà chúng ta thể nhìn vào cái slide này, chúng ta thấy là với nhóm SRD dương tính, chúng ta đã thấy được SRD dương tính thì chúng ta đã thấy được hiệu quả. Vậy rồi còn với lại cái đột biến BRCA thì sao? Chúng ta thấy với đột biến BRCA ở cái slide đầu tiên thì chúng ta thấy có sự tách biệt giữa hai đường cong, tuy nhiên thì P không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên ở SRD dương tính chúng ta thấy là kể cả SRD dương tính ở nhóm đột biến BRCA và không đột biến BRCA thì chúng ta đều có thể thấy là cái OS cải thiện 5 năm tại cái thời điểm mà sử dụng bằng olaparib cộng với thuốc bevacizumab. Như vậy thì thử kết luận của thử nghiệm Paula 1 này thì chúng ta có thể thấy là lợi ích OS được lợi ích sống còn toàn bộ ở cái bệnh nhân ung thư buồng trứng ở cái nhóm SRD dương tính được lợi ích lâm sàng kể cả bất kể các nhóm tình trạng BRCA đột biến hay không đột biến, và không có lợi ích OS ở cái nhóm SRD âm tính. Và khi mà bổ sung các cái thuốc olaparib và bevacizumab thì là một cái điều trị chuẩn đối với lại cái bệnh nhân ung thư buồng trứng mà có SRD dương tính, và trong cái bối cảnh đó quan trọng, nó là một cái dấu ấn sinh học quan trọng trong việc xác định cái việc liên quan đến hiệu quả điều trị. Một cái cập nhật tiếp theo là cái thử nghiệm Opinion. Cái thử nghiệm Opinion này là cái điều trị duy trì cái ức chế PAP đối với những bệnh nhân mà chúng ta vừa nói về các bệnh nhân ung thư buồng trứng giai đoạn 3-4, chẩn đoán ngay từ đầu. Còn đối với những ung thư buồng trứng tái phát nhạy platin thì sao? Thì đây là cái kết quả thử nghiệm của nghiên cứu Opinion này đã trả lời cái kết quả đối với bệnh nhân mà ung thư buồng trứng nhạy platin mà có hay không có đột biến BRCA. Cái thiết kế thử nghiệm này đối với nhưng mà là cái thử nghiệm pha 3 thiết kế để khẳng định cái hiệu quả của ức chế PAP trong cái điều trị duy trì ung thư buồng trứng tái phát nhạy platin không có đột biến BRCA. Thì chúng ta thấy là sau khi mà bệnh nhân tái phát và được điều trị bằng lớn hơn 2 bước có hóa trị platin trước đó đạt được đáp ứng một phần hoàn toàn thì chúng ta duy trì bằng thuốc ức chế PAP, và cái tiêu chí nghiên cứu là PFS, cái tiêu chí phụ là các PFS hay OS. Thì với những cái nghiên cứu, với những cái công bố ban đầu được công bố thì ta cũng có thể thấy là cái thời gian sống không tiến triển PFS đạt được 9,2 tháng ở cái nhánh mà sử dụng mà duy trì olaparib, và ở tại cái hội nghị ESMO này chúng họ sẽ báo cáo cái thời gian sống còn toàn bộ và update những dữ liệu về PFS. Thì tại kết quả cuối cùng của OS được báo cáo tại nghiên cứu này đạt được 32,7 tháng ở cái nhánh mà sử dụng bằng cái thuốc ức chế PAP tại thời điểm 32,7 tháng, và cái sống còn toàn bộ của nhánh sử dụng mà thuốc ức chế PAP đạt được là 65,8% so với lại 50,9% được báo cáo ở cái nhánh mà sử dụng giả dược. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thể thấy là lợi ích của các lợi ích sống còn toàn bộ chúng ta thể được chỉ ra rất nhiều các cái nghiên cứu về có đột biến BRCA hay là có cái SRD dương tính. Một cái hướng điều trị mới là cái thử nghiệm mà Mediola. Chúng ta thấy là đây là một cái thử nghiệm phá 2 đối với lại cái điều trị ung thư buồng trứng. Người ta kết hợp với lại sử dụng các cái thuốc miễn dịch đối với cái thuốc ức chế PAP, và ngoài ra thì kết hợp với lại các thuốc kháng sinh mạch bevacizumab, chúng ta gọi là cái bộ ba đó, thì để đánh giá cái hiệu quả và độ an toàn, vì là nghiên cứu pha 2 nên chúng ta sẽ đánh giá độ hiệu quả và an toàn sử dụng của cái bộ ba và so với lại cái bộ hai đây là olaparib cộng với lại thuốc miễn dịch duvalumab ở những bệnh nhân mà không có đột biến BRCA, bệnh nhân ung thư buồng trứng tái phát di căn nhạy platin. Thì những cái dữ liệu mà chúng ta trình bày tại ESMO này, những dữ liệu mà cập nhật tại cái tỷ lệ kiểm soát bệnh DCR tại thời điểm 56 tuần và cập nhật cái dữ liệu an toàn ở cái nhóm bộ 3, thì chúng ta thấy là tại thời điểm 24 tuần thì chúng ta đã thấy hiệu quả của cái nhánh sử dụng bộ 3 rồi. Thì tại cái hội nghị ESMO này họ báo cáo cái kết quả tại cái thời điểm 56 tuần, vì chúng ta thấy là cái đường cong tách biệt khi mà sử dụng olaparib cộng với duravolumab và bevacizumab, tức là cái điều trị miễn dịch kết hợp với lại cái
hai cái thuốc đó thì chúng ta có thể thấy là cái trung vị OS đạt được là 31,9 được 31,9 tháng, so với lại cái nhánh mà sử dụng bộ 2 chỉ đạt được là 26,1 tháng thôi. Như vậy thì với các cái hiệu quả của cái điều trị miễn dịch với bước 2 với ở cái pha 2 như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào điều trị miễn dịch có thể là một cái điều trị có thể được coi là cái điều trị tương lai. Tất nhiên thì chúng ta cần những cái kết quả của nghiên cứu pha 3 hoặc là những cái kết luận rộng hơn, đặc biệt là các nghiên cứu pha 3, nghiên cứu có thể trên slide chúng ta thấy viết tắt là NCT 03737643, là cái nghiên cứu mà thể hiện được cái vai trò của cái điều trị miễn dịch kết hợp với lại cái thuốc ức chế PAP và cái thuốc kháng sinh mạch bevacizumab. Ngoài ra lược sử lại một số vấn đề về các cái dấu ấn sinh học phân tử thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái bài báo mà mang tính chất review tại được public tại cái ESMO vừa rồi, thì bài báo là người ta phỏng vấn tất cả các cái nhà lâm sàng về điều trị ung thư phụ khoa như là các nhà phẫu thuật, các nhà hóa trị, các nhà xạ trị, thì chúng ta có thể thấy là hầu hết là cái xét nghiệm chúng ta thấy tỷ lệ mà hầu hết các tất cả quốc gia thì trong vòng 6 tháng qua thì có hơn 60% bệnh nhân mà được báo cáo đã được tư vấn và làm các xét nghiệm BRCA 1 và BRCA 2 tại cái thời điểm chẩn đoán, nhưng mà tại khoảng 2 năm trở lại đây thì có nhỏ hơn 65% bệnh nhân mà được thông báo, tất cả bệnh nhân mà được tư vấn di truyền làm các xét nghiệm BRCA 1 và BRCA 2. Như vậy chúng ta thấy là các dấu ấn sinh học phân tử di truyền có thể là cái dấu ấn mà ứng dụng rộng rãi ở trong những cái hướng điều trị tương lai, không chỉ đối với ung thư buồng trứng, ung thư vú mà còn có một số cái ung thư khác nữa. Tổng quan về một số cập nhật về ASMO thì chúng tôi cũng thể điểm qua về các nghiên cứu về các sử dụng thuốc ức chế PAP trong điều trị bước 1 và các dữ liệu đời thực của các thuốc ức chế PAP trong điều trị ung thư buồng trứng giai đoạn tiến xa có đột biến, và các nghiên cứu hồi cứu thuần tập của Hoa Kỳ. Một số nghiên cứu này cũng đều chỉ ra được cái hiệu quả của thuốc ức chế PAP trong điều trị ung thư phụ khoa. Như vậy thì bài trình bày của tôi đến đây xin là hết. Chúng tôi xin tổng hợp lại một cái số các cái kết quả quan trọng như sau. Đối với lại cái điều trị ung thư buồng trứng, vai trò của thuốc ức chế PAP cho điều trị buồng trứng mới chẩn đoán, chúng ta thử nghiệm là Solo 1 và thử nghiệm Paula 1. Còn đối với những vai trò của thuốc ức chế PAP trong điều trị ung thư buồng trứng tái phát di căn, chúng ta có thể kết quả của thử nghiệm là lâm sàng Opinion, và các hướng điều trị mới trong tương lai là các thuốc ức chế PAP kết hợp với lại cách điều trị miễn dịch như trong cái thử nghiệm Mediola. Đó là một cái hướng đi mới và những cái kết quả mới từ cái hội nghị ESMO. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các quý vị đồng nghiệp và các quý vị khán giả đã lắng nghe.